Kính chào quý khán giả đang đón xem Sống An Lạc. Quý vị thân mến, trước khi đi ngủ thì các bạn thường làm gì ạ? Xem TV, sử dụng các thiết bị điện tử hay là đọc sách báo, tài liệu? Chúng ta đã học tập, làm việc và vui chơi cả ngày rồi, thì khoảng thời gian buổi tối trước khi đi ngủ chính là lúc mà bạn nên dành thời gian để chăm sóc bản thân thì sẽ tốt hơn. Chỉ cần dành ra vài phút trước giấc ngủ mỗi ngày để thực hiện 6 động tác đơn giản mà chúng tôi sắp giới thiệu sau đây, bạn sẽ bất ngờ với tác dụng thải độc cơ thể rất hiệu quả mà chúng mang lại cho bạn. 6 động tác đó là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong 15 phút hôm nay của Sống An Lạc nhé! Cuộc sống hiện đại cũng mang lại cho chúng ta khá nhiều rắc rối và phiền phức, thậm chí là cả những sự nguy hại. Sự nguy hại đó chính là chất độc cứ dần dần tích tồn trong cơ thể mỗi người. Ngoài những thói quen cần thay đổi hoặc là lựa chọn những thực phẩm an toàn thì một số động tác nhỏ sau đây trước khi đi ngủ sẽ giúp cơ thể bạn dễ chịu, ngủ ngon hơn, dưỡng sinh tốt hơn và giúp thải độc tố làm thân thể bạn khỏe mạnh hơn. Động tác thứ nhất, chải đầu trước khi đi ngủ, điều tiết kinh mạch toàn thân. Việc chải đầu trước khi đi ngủ có thể kích thích các huyệt vị trên đầu, có lợi cho việc cải thiện chức năng đại não, điều tiết kinh mạch toàn thân, đạt tới mục đích phòng bệnh, dưỡng sinh. Đối với những người bị bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch, thần kinh suy nhược thì nên kiên trì chải đầu, dùng lược kích thích các huyệt vị ở đầu, tốt cho can, đả thông các huyệt vị, có tác dụng phụ trợ trị liệu đối với bệnh tật. Cách chải đầu như sau. Bạn có thể dùng lược hoặc trực tiếp dùng ngón tay thay thế lược. Ngón tay di chuyển như sau. Hai tay, 10 ngón bắt đầu từ mép tóc trên trán chải từ trước hướng về phía sau đến mép tóc phía sau cổ. Vừa chải, vừa xoa nắn ra đầu. Động tác chậm rãi, nhu hòa, mỗi lần khoảng 10 phút của trí chính vị. Động tác thứ hai, đẩy bụng trước khi ngủ, khai vị, kiện tỳ, bổ thận dưỡng tâm. Đây là động tác giúp quét sạch những chất phế bỏ trong kinh mạch, từ đó khiến cho lá gan được thư giãn, lưu thông khí huyết, khai vị, kiện tỳ, bổ thận dưỡng tâm. Cách làm như vậy có hiệu quả rất tốt đối với các bệnh liên quan đến tâm lý và bệnh béo phì. Ngoài ra, đẩy bụng trước khi ngủ còn có thể giảm bớt mỡ ở phần bụng và nửa người dưới, bởi vì đẩy bụng có thể đem khí huyết tươi mới đưa đến phần bụng và nửa người dưới, làm thông kinh mạch, còn có thể hạ thấp mỡ, giảm cân hiệu quả. Cách đẩy bụng như sau. Bạn nằm ở trên giường, trước tiên dùng hai nắm tay từ chính giữa ngực đẩy hướng xuống phía rốn phía dưới, chỉ đẩy theo một phương hướng, không đẩy ngược lại. Trong lúc đẩy, lực đẩy nên vừa phải, đồng thời cảm nhận xem phần bụng có gì khác không. Bạn tiến hành đẩy như thế khoảng từ 10 đến 20 lần, chỗ nào có khối cứng thì đẩy tích cực hơn, bởi chỗ đó rất có thể là có mỡ bên trong đè ép. Động tác thứ 3, duỗi người trước khi ngủ, gân giãn một tấc, tuổi thọ kéo dài 10 năm. Đây là một trong những cách dưỡng sinh vừa đơn giản lại có công dụng rất tốt. Dân gian có câu ngạn ngữ nói, duỗi người chính là lời giáo huấn xưa, có thể tiêu tan mỏi mệt, nuôi dưỡng máu lại dưỡng tâm. Từ góc độ y đạo mà nói, điều gọi là gân giãn một tấc, tuổi thọ kéo dài 10 năm là nói về kéo duỗi thân thể. Chỉ một động tác duỗi người có tác dụng trợ giúp khơi thông kinh mạch, thúc đẩy khí huyết lưu thông, điều chỉnh sự hòa hợp âm dương của tạng phủ là một loại phương pháp rất tốt để bảo vệ sức khỏe. Cách thực hiện như sau, bạn đưa hai tay thẳng phía trên đỉnh đầu, dùng sức kéo toàn bộ cơ thể theo 5 hướng tay, chân và đầu, tứ chi duỗi thẳng, cơ bắp toàn thân đều cần dùng lực. Lúc duỗi ra thì cố gắng hết sức hít vào, lúc buông lỏng cơ bắp thì toàn thân cần lỏng xuống, thở ra hết sức, rèn luyện như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Động tác duỗi này có thể thực hiện vào buổi sáng sớm sẽ rất tốt cho việc đả thông kinh mạch, giúp khởi động ngày mới tràn đầy năng lượng. Động tác thứ tư, trước khi ngủ vỗ đảm kinh giúp hoạt huyết bài độc, thanh lý các chất phế bỏ. Đường chạy của đảm kinh ở chi dưới là từ mép đùi, chính giữa mặt ngoài của chi dưới, chạy xuống đến chỗ ngón chân, chạy qua chỗ giữa các ngón chân. Có một tiêu chí để tìm được dễ dàng chính là dọc theo đường tuyến ở chính giữa quần cho đến chỗ cạnh bên ngoài đầu gối, chủ yếu là 4 huyệt vị: hoàn khiêu, phong thị, trung độc, tất dương. Massage vỗ đảm kinh có thể giãn mở thông kinh lạc, hoạt huyết, bài độc,
làm cho máu huyết tuần hoàn nhanh, thân thể sẽ có đầy đủ năng lượng để bài trừ các chất phế bỏ. Nếu trong cơ thể có chỗ bị phù thì độc tố tự nhiên sẽ được giải trừ. Nếu đi ngủ quá muộn, buổi tối sau 11 giờ thì không nên vỗ, bởi vì gan và mật là các tạng phù ở trong và ngoài. Buổi tối sau 11 giờ mà vỗ đàm kinh thì sẽ dễ sinh ra hiện tượng gan phát hỏa. Động tác thứ 5, uống ít nước khi ngủ, chống phù nề. Buổi tối sau 21 giờ là lúc các cơ quan bộ phận trong cơ thể đã đi vào trạng thái ngủ cho dù bạn chưa đi ngủ. Nếu trong thời gian này bạn uống quá nhiều nước sẽ làm kích hoạt các cơ quan nội tạng hoạt động trở lại, phá vỡ đồng hồ sinh học của cơ thể, gây gánh nặng cho thận, rất dễ gây phù nề. Vì vậy, bạn cần uống ít nước trước khi ngủ để giữ gìn trạng thái nghỉ ngơi của cơ thể, tránh hiện tượng phù nề sau ngủ. Động tác thứ 6, xoa bóp giải độc gan. Tuyến mật có vị trí nằm trên đường thẳng dọc xương đùi xuống đến giữa ngón chân út và ngón chân kế tiếp, nằm tại điểm giao của đường gióng thẳng từ ly quần phải lên và đường ngay từ rốn sang. Động tác này xoa bóp các bộ vị từ trên xuống dưới, giúp kích hoạt gan tiết mật, có thể làm cho kinh mạch giãn nở, lưu thông khí huyết tốt, máu tuần hoàn nhanh hơn, thân thể được phục hồi lại năng lượng, thải độc. Chú ý, nếu bạn đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm thì không nên xoa bóp kích hoạt gan tiết mật, bởi vì sau 11 giờ đêm là giờ hoạt động mạnh nhất của gan. Nếu như bạn xoa bóp kích thích gan vào giờ đó, có thể dẫn tới hiện tượng gan hoạt động và tiết mật quá mạnh, làm trong người nóng, bốc hỏa. Hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với vô vàn các loại độc tố. Chúng xâm nhập và tích tụ vào cơ thể. Lâu ngày khi không được đào thải ra bên ngoài sẽ là mầm mống để bùng phát bệnh tật tàn phá cơ thể. Để giúp các bạn nhận ra rằng đã đến lúc cần phải làm sạch cơ thể, trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn 10 triệu chứng điển hình cho thấy cơ thể bạn đang tồn đọng rất nhiều độc tố. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Triệu chứng thứ nhất, bạn bị táo bón kéo dài. Khi chúng ta ăn thực phẩm, chúng ta cũng vô tình tiêu thụ rất nhiều hóa chất đi kèm với nó, chẳng hạn như chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo. Ruột được giao nhiệm vụ tiêu hóa cũng phải đối mặt với các chất độc này. Sự tích tụ độc tố này có thể dẫn đến đau dạ dày và táo bón. Tình trạng táo bón kéo dài cũng có thể do lượng độc tố tăng lên quá mức và chưa được xử lý thích đáng. Triệu chứng thứ hai, đau khớp và cơ bắp khiến bạn khổ sở. Nếu bạn không lăn xả ở phòng tập thể dục hay thực hiện những công việc tay chân nặng nhọc mà vẫn bị đau cơ và khớp thì sự tích tụ độc tố có thể là lý do. Đau nhức cơ thể là những chỉ số cảnh báo có thể bạn đang bị viêm không kiểm soát được trong cơ thể. Vì vậy, nếu bạn không có lý do nào khác lý giải cho tình trạng viêm, hãy thử các biện pháp thải độc cho cơ thể xem sao. Triệu chứng thứ 3, những thay đổi lạ xuất hiện trên da. Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta và thường xuyên phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, vì vậy nó rất dễ bị nhiễm độc. Ngoài ra, các sản phẩm như dầu gội, dầu xả, xà phòng và kem dưỡng da mà chúng ta sử dụng có thể chứa các hóa chất độc hại cũng có thể gây hại cho da. Tiếp xúc với rất nhiều hóa chất độc hại là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như mụn trứng cá, phát ban và bệnh chàm. Triệu chứng thứ 4, bạn bị sương mù não. Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, bối rối và không thể tập trung vào việc gì ngay cả khi lúc đó là buổi sáng và bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon thì rất có thể là do các chất độc hại đang gây rối cho bạn. Những độc tố này gây ra một loạt các phản ứng làm mất đi các vitamin và khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để hoạt động. Triệu chứng thứ 5, khử mùi cũng không giúp bạn khử được mùi cơ thể. Bạn đã tắm vào buổi sáng, dùng sản phẩm khử mùi, thế nhưng khi đứng cạnh người khác vẫn thấy người ta nhăn mặt. Hãy nghĩ đến khả năng độc tố có thể khiến cơ thể bạn bốc mùi. Những độc tố này khi được tiêu hóa sẽ tạo ra khí và mùi trong khi thoát ra khỏi lỗ chân lông của bạn, từ đó tạo ra mùi hôi khiến cho người khác khó chịu. Triệu chứng thứ 6, bạn bị tăng cân. Mặc cho tất cả các bài tập tuyệt vời mà bạn đang ngày ngày tập luyện tại phòng tập thể dục, nếu như bạn vẫn tiếp tục tăng cân thì có thể có điều gì đó không ổn với hormone của bạn.
các độc tố đã tác động xấu đến mức độ của một số hormone trong cơ thể, bao gồm cả những chất chịu trách nhiệm duy trì cân nặng. Và kết quả là dù có lao lực đến mấy ở phòng tập thì bạn vẫn tăng cân. Triệu chứng thứ 7, ngày càng khó ngủ hơn. Một mặt, sự tích tụ độc tố khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Mặt khác, nó làm cho vấn đề tồi tệ hơn, ví dụ như có thể làm hỏng giấc ngủ của bạn. Một lượng lớn chất độc trong cơ thể sẽ khiến mức độ hormone cortisol kiểm soát giấc ngủ bị lung lay, từ đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ của bạn. Mất ngủ có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu như bạn nghĩ rằng giấc ngủ ngày càng khó khăn hơn, hãy cân nhắc thực hiện thải độc cơ thể. Triệu chứng thứ 8, bạn đang bị rụng tóc nhanh hơn. Rụng tóc không phải là triệu chứng quá tải độc hại gây ra bởi các độc tố hàng ngày. Nó có thể là do ảnh hưởng của các chất độc hại hơn như arsen, chì và kali được tìm thấy trong khói thuốc lá. Vì vậy, bạn đừng bỏ qua hiện tượng rụng tóc. Nếu rụng tóc nhiều và kéo dài, hãy đi khám ngay. Triệu chứng thứ 9, hơi thở của bạn có mùi. Hôi miệng thường là triệu chứng của các vấn đề về tiêu hóa. Nó xảy ra khi hệ thống tiêu hóa của bạn phải vật lộn để tiêu hóa tất cả những gì bạn ăn. Nhưng vấn đề tiêu hóa cũng có thể xảy ra khi gan của bạn chiến đấu để làm sạch tất cả các độc tố tích lũy. Triệu chứng thứ 10, móng chân của bạn dễ gãy và trông xấu xí. Trọng lực kéo chất độc xuống cơ thể bạn và móng chân của bạn có thể là thứ phải chịu đựng. Trong phần lớn thời gian trong ngày, các ngón chân vẫn ở trong tất và dày tối màu với một hệ sinh thái mà nấm yêu thích. Chúng kết hợp để làm cho móng chân của bạn trở thành điểm nóng cho nấm phát triển. Cùng với việc áp dụng các phương pháp thải độc cơ thể trước khi ngủ, bạn còn có thể áp dụng 5 phương pháp thải độc mới nhất của Nhật Bản giúp thanh lọc cơ thể hoàn toàn sau đây. Phương pháp thứ nhất, thải độc 5 giác quan. Giác quan đầu tiên là thị giác. Hãy làm mới không gian sống bằng cách treo những bức tranh phong cảnh gợi cảm giác yên bình hoặc một bức chân dung tươi tắn của những người thân yêu, hay thay đổi màu giấy dán tường cũ kỹ mà bạn đang sử dụng trong ngôi nhà hoặc văn phòng làm việc của mình. Đôi khi, trong những giờ làm việc căng thẳng, nhắm mắt lại một vài phút để đôi mắt được nghỉ ngơi cũng là cách thanh lọc thị giác hiệu quả. Giác quan thứ hai là thính giác. Âm nhạc thường có sức mạnh kỳ diệu. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, hãy học người Nhật cách giải tỏa sức ép cho bản thân bằng những bản nhạc không lời, nhẹ nhàng du vỗ các tế bào não nghỉ ngơi. Mỗi sáng thức dậy, bạn có thể cắm tai nghe và tận hưởng những bản nhạc mà bạn yêu thích nhất, khởi động thính giác cũng như não bộ. Giác quan thứ ba là khứu giác. Căn nhà hoặc nơi làm việc của người Nhật luôn tỏa ra những mùi hương thanh khiết, mát lành. Hãy để không gian xung quanh tràn ngập mùi hương yêu thích hoặc những mùi như mùi hương vani, hương cam chanh, hương xả đã được khoa học chứng minh là có thể giúp giải tỏa căng thẳng hàng ngày. Giác quan thứ tư là vị giác. Từ xưa tới nay, người Nhật chọn thưởng thức trà xanh như một cách thanh lọc vị giác. Họ thường ăn kèm một vài loại bánh ngọt khi thưởng thức trà để làm gia tăng hương vị của trà. Vị ngọt của bánh hòa quyện cùng vị đắng của trà tạo nên một hương vị đặc biệt, nhẹ nhàng, lâng lâng khó kiếm được ở đâu khác. Hòa mình vào không gian đậm hương trà, tâm hồn được giải tỏa, mọi căng thẳng dường như sẽ tan biến hết. Giác quan thứ 5, xúc giác. Luôn ghi nhớ quy tắc của người Nhật, đơn giản trong từng chi tiết. Chọn những bộ quần áo thật vừa vặn với bản thân, êm ái, thoáng mát, giữ cho chăn đệm của bạn luôn sạch và thơm tho. Người Nhật thường đi spa vào những lúc rảnh rỗi để thanh lọc xúc giác bằng những cử chỉ massage nhẹ nhàng, êm ái, thư giãn tuyệt đối. Phương pháp thứ hai, thải độc tinh thần. Người dân xứ sở Hoa Anh Đào coi thất bại là một bài học quý giá để họ phấn đấu vươn lên, đứng dậy ngay tại nơi mình vừa vấp ngã. Người Nhật thường thả trôi những phiền muộn trong cuộc sống bằng cách đọc một cuốn sách hay, nghe những bản nhạc yêu thích, dành thời gian thiền hay tận hưởng khoảnh khắc tĩnh tâm của nghệ thuật trà đạo. Phương pháp thứ 3, thải độc cuộc sống. Người Nhật thanh lọc cuộc sống bằng cách thiết lập một phong cách sống đơn giản, ngăn nắp, có trật tự. Bên cạnh đó, người Nhật cũng nổi tiếng với phong cách sống tối giản, cụ thể trong cách bài trí kiến trúc.
họ chỉ sưu tầm và lưu giữ những thứ cần thiết làm cho họ cảm thấy vui vẻ. Từ đó, cuộc sống như được thanh lọc, nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Phương pháp thứ tư, thải độc ánh sáng. Ánh sáng xanh từ các thiết bị công nghệ, điện tử cũng là một nguồn ánh sáng gây hại tới vẻ đẹp của làn da. Tia sáng xanh từ máy tính, điện thoại đẩy nhanh tốc độ lão hóa và tăng sắc tố tối màu trên da, dẫn tới sạm, nám, hình thành nếp nhăn, khô da và tàn nhang, lâu ngày có thể dẫn tới ung thư da. Người Nhật Bản sử dụng kem chống nắng như một cách thải độc ánh sáng và chống lão hóa cho da. Một ngày dài trong văn phòng tiếp xúc với ánh sáng xanh, một dạng giống tia bức xạ mặt trời, các cô gái xứ sở hoa anh đào thoa kem chống nắng đều đặn. Và cuối cùng là phương pháp thứ 5, thải độc hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết được ví như hệ thống thoát nước, giúp lọc và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Do các yếu tố môi trường như ô nhiễm, lối sống, hệ bạch huyết có thể bị tắc nghẽn, dẫn tới các vấn đề sức khỏe cũng như những biểu hiện tiêu cực của làn da như là xuất hiện các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn trùng, chảy xệ, bọng cằm, bọng mắt, làn da không mịn màng, săn chắc, không hấp thụ mỹ phẩm. Chìa khóa cho cuộc sống khỏe mạnh của người dân xứ sở hoa anh đào ngoài những bài tập rèn luyện thể chất từ tấm bé chính là chế độ detox, thải độc cho toàn bộ cơ thể. Vậy còn các bạn, chìa khóa cho cuộc sống khỏe mạnh của các bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video này và đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.